Buổi sáng cả nhà nha. Vậy là Hiếu vừa ngủ dậy, mệt mỏi. Đêm qua đi một đêm ngủ nhừ luôn cả nhà. Vì lâu ngày mình không còn đi rừng. Hôm qua mình mang ba lô đi, nằm nó mỏi cái đau lưng. Cậu này đang ngủ. Ơi, anh ơi, anh ơi, dậy nhà. Mình sẽ ra sửa soạn. Anh đang rửa mặt xem mà hôm nay mình sẽ tiếp tục như thế nào nhé cả nhà. Rồi chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình của mình nha. Ngày hôm nay thì trời mưa phùn cả nhà nhé. Tối giờ là mưa phùn. Trong rừng là ẩm ướt nên là chắc hai anh em cũng không lên rừng được đâu. Thì chắc là bây giờ hai anh em cũng... hồi tối là đi soi được một ít cá nhỉ, cua. Thì bây giờ mình sẽ tìm thêm một ít rau gì đấy. Ra đây lấy mấy cái tạm, mấy cái bắp chuối em nhỉ. Ra qua bên đây có này. Bên đây có phải không? Trong cái dây này. Đâu, đâu nào? Bên đây hả? Giờ hai anh em đi tìm một ít, lấy mấy cái bắp về mình nướng với lại nấu thêm cá nhé. Hồi sáng thì mưa phùn nặng hạt nên bây giờ cũng đỡ. Bây giờ thì cũng đi được rồi cả nhà. Cua tối bắt nhiều rồi. Nhỏ. Mưa rừng hạt mưa rớt rơi mưa triền miên. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Ở đây cái nguồn Hiếu thấy nhiều nhất chính là cái môn rừng cả nhà, môn rừng và nứa nhá. Chuối thì cũng nhiều. Ờ đây. Đây mặt bắp này cả nhà. Bắp nào là to to xíu. Đâu? Ủa cái bắp to. Ê ra đấy anh chặt chưa? Chặt được không? Ủa trong này một bắp to này. Ôi trời, trong kia bắp to này em kìa. Trong trong có cái bắp đỏ luôn. Nó cái bắp trong kìa. Bắp đây cả nhà. Em lấy cái bắp chuối nhé. Vừa đi có một lúc thôi mà cái sên này. Sên vắt khủng chưa? Đấy. Hả? Đâu? Ủa rơi đấy rồi hả? Ui, lấy một cái ra hai cái. Được hai bọc chứ. Lấy hai cái nướng nha, về hai anh em nướng. Mà chuối. Đã nha, to chưa? Này em này, chân này, vắt này. Đây. Mấy con luôn này. Khiếp chưa, vắt khủng luôn. Cầm dao đi anh, cầm máy đi anh chặt cho này. Chặt được không? Chặt được. Rồi, đưa dao anh cầm đây. Quả này mới to này cả nhà. Quả này đã chứ. Quả bắp to bằng gần bằng cái đầu của anh. Bắp chuối luộc hoặc nướng. Nướng, nướng là ngon. Có mấy con? Một con. Một con này. Hai con này. Hai con. Ôi trời, ba con. Ôi trời, nhiều thế. Biến đi. Đây là cái chân của anh đầy đó. Đi ra ngoài kia rồi mình gạt đó. Ui tự nhiên lên cao rồi. Đừng có cho nó lên ở trên. Đừng có cho nó lên trên. Ui tự con khủng. Bắt nhiều lắm. Khủng. Mưa xuống là sẽ nhiều. Ôi, cái này cũng to chứ bộ. Hai anh em hai cái thôi. Thoải mái buổi sáng này. Buổi sáng về mình nấu cá đấy bây giờ.
Anh nghĩ là mình nướng đây nhỉ. Trời ơi, đi nhánh đi anh, hai con thôi. Nướng nha. Ba con thôi. Vắt hả? Ừ. Đây. Có cả một cái loài rau má rất là luôn này cả nhà. Cái hình dáng cái lá của nó này. Đấy, ở đây có thêm rau má nha. Ui, thế là ở đây nguồn tất cả. Hả? Rau gì? Rau má này chứ rau gì nữa trời. Cái... phải. Hả? Rau má mà cứ cãi anh. Ngửi cái rau má mà. Đừng ăn, ăn gì dài chị. Chị cái rau má đây, cái rau cam đoan đây rau má luôn. Thấy quả cái đêm đi sói. À, buổi tối nha cả nhà. Bữa trưa bữa anh em nấu ăn sáng như thế thôi nè. Bây giờ mình sẽ lươn này mình sẽ cắt khúc ra để mình nướng luôn nè, kẹp nướng nhé. Ừ. Con này vẫn còn sống luôn. Cắt cái rau này đi. Cái gai này mà đâm cái là nhức lắm này. Bây giờ mình nướng tất nhé. Nướng em nhé. Nướng gà luôn á. Nướng này anh lấy cái dao anh kẹp cái cây nứa vào mình nướng. Ừ. Khá đấy chứ, hai anh em đi soi một lúc này là cũng khá đấy chứ. Không. Cả với tôm. Cả tôm cua. Kẹp dưới là... thôi. Anh hiểu làm kẹp để nướng cá. Một sâu nha cả nhà. Mình sẽ làm ruột sạch đi xong là mình kẹp vào đây. Kẹp tôm tổng cộng là 4 sâu thành quả. Thành quả nha. Hai xiên cá này, hai xiên cá này, một xiên lươn, một xiên tôm này. Bây giờ thì hai anh em sẽ nướng rồi nha, lên nướng rồi làm ăn bữa sáng cũng như là bữa trưa đó. Hôm nay thì sẽ vào nấu nhờ nhà của hai cô. Hai cô vừa xuống núi để đi lấy đồ lấy gạo với thức ăn. Thức ăn này cám cho heo, cho lợn. Trong lúc chờ đợi có than thì mình sẽ nướng hai cái bắp chuối này trước đây cả nhà. Chuối rừng nhé. Bắp chuối này mà nướng thì đúng là nhức nách luôn nhỉ. Xong rồi. Ê. Chấm mắm, mắm hay muối? Chấm mắm luôn. Chấm mắm nha. Mình cứ đốt rồi. Mình chỉ lấy mấy cái lõi ở trong thôi. Thì đốt lấy cái lõi ở trong cho chín nhé. Đúng rồi. Xoáy trừ đây. Ừ. Đây. Cho nóng. Đúng rồi, nóng chứ. Chín rồi thì lột ra thôi, lột cho sạch cho bỏ tổ hôi lên tân ạ. Quá chẳng nhìn tuyệt vời hả? Thì lên trên nó chạy đuổi chạy tứ ra. Đúng rồi, nóng lắm. Ô chín rồi. Ô nóng. Ừ, chả của chín. Wow. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Bỏ tô cho sạch nhé. Cái này quá chín lắm. Đấy. Nóng lắm, bắp chuối nướng thì nó nóng cực luôn. Vàng khớm nữa này. Ừ. Thì một bề không chín sao em? Một bề còn lại 5 dây trỏ. Wow, nóng. Trời ơi. Ôi. Chén thôi cả nhà. Ở trong rừng thì khổ là có cái
cái đồ ăn mùa tanh thơm cái là ruồi rừng nó đến ngay. Mày này xuống nó ta. Ăn xuống ơ ơ mà. Hạt dần chưa? Thơm. Vâng, thơm luôn. Thơm không em? Thơm. Đấy. Rồi bây giờ thì cắt cái chuối ra này anh em mình chiên nhé. Đó, thịt gà rừng xé nha. Đó. Nóng nhờ, bốc khói luôn. Wow. Hai anh em mình ăn cái chuối này không cũng no rồi. Nhiều quá nha, hai bắp. Nhiều đấy. Wow. Đây cả nhà. Cái hoa chuối rừng khi mình nướng lên này. Hấp dẫn không? Nóng hơi bốc lên này. Và đây là thành quả hồi tối hai anh em đi soi nha. Lươn ếch, lươn cá và tôm. Sẽ không không lúc nữa anh nó bảo anh em mà giành nhau. Tôm cá này thì không phải xé đâu. Đó, thơm nha. Rồi, để mời cả nhà nữa. Mời cả nhà thưởng thức với hai anh em nhé, làm thử miếng xem sao em. Anh mời tất cả mọi người nha. Ha, nào, phát biểu cảm nhận xem nào. Ngon. Ngon không? Làm thử miếng. Thôi, anh thì hoa chuối thì anh ăn nhiều rồi, thử miếng, thử con tôm như này. Thử con tôm xem ngon không? Đấy, thử cái. Ôi, để nó. Thì em ăn không được. Nào. Mời cả nhà nhá, nếm thử cái con tôm tôm nướng xem sao. Trưa này thì anh em ăn cơm luôn, ăn với đồ nướng không thôi. Giòn, thơm em. Thơm lắm. Thì con tôm. Ngon nha, tôm nướng ngon. Ngon, đúng bài luôn hả? Đúng bài. Làm miếng lươn đi, làm miếng lươn xem sao này. Bên nướng này thì chắc là đúng. Tuyệt vời. Thôi mời tất cả cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với hai anh em nha. Quên mời. Ngon nè. Giòn, dai. Ngon lắm. Thơm. Ăn kèm với rau sống này cả nhà. Nhiều nha, thấy mà hai anh em đi lúc nào. Còn cả chắc cả cua cũng còn nhiều đấy. Nấu một nồi canh đầm luôn đấy cả nhà. Cho giờ tụi. Đó là tối không? Hoa chuối nướng. Cái này thì cầm tay nhá cho nó khỏe nhá. Ngon nhỉ, này ăn nóng nóng là ngon này. Ăn cái nên nóng ngon đúng không? Đừng quên ăn. Thơm. Tôm này, tôm nướng. Con tôm hay á, hồi tối chặt được mấy con tôm nướng này ăn cũng ngon cả nhà. Tôm nướng thơm.
nay ruồi cũng nhiều nhỉ. Làm con cá lóc coi thế nào. Để đó nhé. Cá lóc nướng nha. Rồi. Thôi, nói không? Đồ nướng. Anh vẫn thích đồ nướng. Kèm bên trong. Có mùi cá nướng lên đỉnh. Ừ, nó nghe mùi cá, mùi mắm mà nó đến. Tanh. Chim gì nhiều. Ót nhiều. Như thịt gà luôn hả? Đúng rồi. Người ta nói là thịt thịt gà mà. Bắp chuối hay gọi là thịt gà mà. Ngon nha. Ăn đi, ăn lươn đi này. Ngon đấy. Nè. Cái tê này ngon, ăn chưa, ăn thử chưa? Ăn thôi. Ngon nha. Đúng rồi, đỉnh á. Dai này nhá. Đúng chi bằng đồ tự nhiên này. Đồ ở rừng. Hiếu chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn nha. Thì sau khi ăn uống xong thì trời hửng nắng, hai anh em quyết định sẽ lên rừng một chuyến cả nhà. Vì đến được hôm qua nhưng mà cũng chưa lên rừng được, mới chỉ khám phá dưới suối thôi. Thì hôm nay Hiếu cùng với lại em anh mình sẽ lên rừng để tìm kiếm xem khu này có thể là mình tìm kiếm được những cái nguồn thức ăn thì không nha cả nhà. Trời nắng nên là anh em sẽ tranh thủ đi. Con gì ăn mới đi. Mua anh. Đó. Cái này là gà chắc luôn. Gà rừng luôn. Này, đúng không? Ừ. Nó bới, nó ăn kiến, ăn mối này. Đúng gà chắc luôn đây này. Dấu hiệu gà rừng ăn nhé. Anh em mình sẽ đi tìm hiểu xem khu này nó có ăn nhiều nữa không. Nếu mà có nhiều thì anh em mình sẽ lên làm một ít bẫy nha. Ok anh.
đây thì được cái rừng lửa rất là nhiều luôn. Cái này là măng rang đấy cả nhà. Măng rang thì cũng ngon này. Đó. Anh em mình sẽ lấy một ít đây. Cái này thì được cái là nó ít lông nên mình sẽ cầm này, lát là được nhiều thì mình sẽ róc bỏ cái phần vỏ luôn nhé. Hai cái luôn em, này, cái này ngon. Này. Măng này thì được cái đặc măng. Để trên cáo này còn kỹ nữa này nhé. Mấy cái, trên cáo này còn kỹ nữa. Thì thôi cáo thôi. À, cáo bỏ đi. Đây cả nhà này. Đây cả nhà, một bãi gà ăn luôn. Đây này, chỗ này này. Đây này, nó ăn là nó bới này. Đây. Đây, nó ăn nó bới này. Đầy luôn. Đây này, ui trời, đây này. Chỗ này rõ ràng luôn. Cái này chắc mới ăn nè. Đúng không? Ừ. Đây này. Ôi trời, ăn bưởi nhiều lắm cả nhà. Bưởi nhiều lắm. Nó bới theo cái đường này nó ăn này. Phải chưa? Này. Này. Ui, nó bới nó ăn nhiều lắm. Đấy, cái đa to này. Không có ong đóng rồi. Thấy có ong rồi. Thường là những cái đa này hay có ong về đấy cả nhà. Ủa, lan gì em? Có những gốc lan. Hả? Lan gì đấy? Ừ. Lan đúng không? Về chỗ này có cây sổ này cả nhà. Hiếu nhìn thấy có trái nhá. Đây, qua lấy một ít em nha. Qua lấy mấy trái nha. Đây, mình xuống gốc của nó rồi đây cả nhà. Ủa trái nó rụng này, ui chà. Trái này chín này, anh ơi. Trái nó chín rụng xuống đây, cần gì phải hái ở trên. Trái chín rụng đây này. Này. Trái sổ đây cả nhà. Đó, trái rụng đây rồi. Lấy mấy trái về ăn chơi thôi. Quả nó mới rụng rồi. À, trái này chín này cả nhà. Chín này là ngọt nhé. Thôi mình lấy mấy trái đấy, không cần treo đâu. Cái này nhiều lắm. Quả xanh ăn vẫn ngon hơn đó. Hả? Xanh à? Xanh chua. Cái này thì ngọt ngọt này. Chua mặn mặn ăn ngon. Mời cả nhà nha. Ừ. Ngọt. Lúc đầu ăn vào thì ngọt. Mà ăn xong thì chát chát nha. Đưa cho anh miếng. Này anh này. À để quên. Anh để anh thử trước nhé, anh có một tay cầm máy để lấy gì ăn nữa. Rồi, mời cả nhà. Cái này không ngon. Hình như cái muối của nó dứa có ăn được không nhỉ? Xem nào. Chua cả nhà. Cái muối ở giữa, cái hạt ở giữa chua. Hai anh em vừa lên rừng về cả nhà. Tính đi đặt bẫy nhưng mà trời cũng chiều rồi nên là bây giờ mà leo lên được cái quả đồi đấy là cũng mất thời gian khá lâu. Thôi thì mình làm tạm mấy cái măng để ăn tối nhé. Hôm qua thì có một ít cua này. Còn bây giờ thì mình làm măng nữa là được rồi. Măng với lại ăn cua nhé cả nhà. Này là măng rang. Măng này thì nó đặc lắm.
bò không? Chịu sóc muối đi nha. Đây cả nhà. Cua mà giống như ghè luôn. Đó, con nào con nấy này. To chưa? Đó, đã chưa? Đúng như con ghè luôn. To chưa? Cái này hai anh em mà gầm hết vô đây cũng phê. Đó. Giống như ghè luôn đó cả nhà. Thôi giờ mình sẽ rửa sạch đi nhé. Sẽ rửa sạch nó đi, tách bỏ những cái mai này. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ làm cái món cua đá nhé, cua đá hấp xả nhé cả nhà. Có cái trứng của con gì đó, cạo bỏ nó đi. Xả đây thì ít nên là mình thế. Lấy cả luôn cả nhà. Bỏ xuống một ít ở dưới. Đó. Xong mình sẽ bỏ cua vào. Cua thì Hiếu đã kỳ cọ những cái chân sạch sẽ rồi cả nhà. Cái chân của nó có những cái con trứng của những cái con gì ấy, nên là Hiếu cũng vừa cọ qua sạch rồi nhá. Đó. Cua đá này. Bỏ vào đấy. Một nồi cua đúng như ghẹ luôn. Con nào con nấy to. Anh em một nồi cua luôn. Cái này chỉ cần cho một chút nước vào là được, không cần nhiều đâu cả nhà. Đó, mình bỏ gia vị vào và một ít ớt vào nữa là hấp thôi cả nhà. Luộc thôi. Là mình cho đun sôi khoảng tầm 5 phút thôi cả nhà, bởi vì cua này mình cũng không luộc lâu quá nhé. Giờ mình bê lên và hai anh em chén thôi nha. Đấy. Mình sẽ để đây nhé. Có lá chuối. Thơm lắm em ơi. Mình nó vàng đẹp nhé. Giống to như con ghè luôn. Quay bỏ ra đây nhé, anh em mình ăn cho nó nguội luôn. Chắc là mình gắp ra mấy con còn để trong cái nóng nhé em. Đó, vậy tối nay là anh em mình ăn đơn giản cái món cua với này cơm măng luộc với cả nhà. Và tránh trong cây mà quên mất. Trong xa. Vậy là tối nay món ăn của hai anh em thì chỉ có măng luộc với lại cua thôi cả nhà, chấm với lại muối bột súp nhá. Súp ớt. Thôi ăn thử đi em, thử con cua xem sao. Cái càng vị nhá. À. Nó thì cứng nhưng mà được cái thịt nó ngọt. Cua này mà giã mà lấy nước nấu canh thì cũng ngon lắm, nhưng mà cái dụng cụ mà để anh em này giã cua thì cũng không được đầy đủ lắm. Mình mời tất cả mọi người nhá. Thịt chắc lắm anh. Chắc con đúng không? Có cái thịt cua nữa. Đây. Thịt này. Thịt chắc cái thịt nó này. Thịt ngọt đấy nha. Ngọt không? Ngọt.
Hiếu mời tất cả cô chú anh chị và các bạn thưởng thức với Hiếu cua nhá. Cua này thì cứng nhưng mà thịt nó cái thịt nó phải nó ngọt đó. Ngon em. Chấm cái muối ớt này này. Đó cái thịt nó cả nhà. Hồi nãy thì Hiếu cũng bỏ gia vị rồi nhá, muối này, rồi tiêu, rồi xả với lại một chút chút bột ngọt đấy cả nhà. Đó, thịt cua ngon lắm. Ngọt. Thử cái món măng luộc làm sao. Măng luộc chấm với lại muối. Mời cả nhà nhé. Măng giòn mà mình luộc kỹ là cũng ngọt nha cả nhà. Ăn cũng không nghe mùi xăng nữa. Mình xem cái con cua này có gạch không nhá. Ồ, cái gạch của nó này. Đó, béo chưa. Gạch của nó cả nhà, gạch nhiều nhá. Gạch này thì mình dùng cái chân của nó mình cào cào ra là mình ăn đó. Ngon. Chị ăn thắm để đâu càng anh bẻ cho luôn. Không phải em giờ nó thật sự là cả nhà thông cảm, thì nó còn tai nạn tay giờ một tay nó cũng sinh hoạt nó khó khăn, nên là Hiếu cũng rủ đi cùng cho hai anh em cho vui. Thì cũng rất là mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em với Hiếu nhé. Cái gạch nó ngọt thì chắc nha. Đó, này chấm ăn thôi. Nãy là mình làm sạch rồi nhé cả nhà. Con cua này, cua đá này là mình cái càng của nó, rong rêu nó bám vào, với lại nó có những cái ký sinh nhé, con ký sinh ở nước đó, nó bám vào. Đúng rồi, là con ngọt như bạm vụn. Ngọt thật. Thịt chặt đấy nhé. Ghe bên núi. Ghe bên núi. Giòn thôi. Giòn. Rồi hôm qua anh em đi soi thành quả là cũng ăn được hai bữa. Cá này, cua này. Lâu ngày ăn mắm cũng ngon. Như này này, nó tách như này này, chấm muối nó phát đã. Ngon tuyệt vời. Nhá cả nhà nhá, bây giờ bắt đầu lấy nhá. Bắt đầu lấy lên nhá. Bây giờ sẵn luôn sẵn chỗ này nhá. Thì lấy hết rồi này. Sẵn ngay chỗ này nhá. Wow. Đã thưa cả nhà.